Tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chồng và cái kết. Đã đồng hành với nhau hơn chục năm rồi và đón cùng nhau hơn chục cái sinh nhật rồi. Tuy nhiên, đây là sinh nhật mà chồng của Giang Venus rơi nhiều nước mắt nhất. Tại vì sao thì các bạn cùng theo dõi hết video này nhé. Sinh nhật của chồng Giang Venus thì vào tháng 7. Vì thế nên là cứ vào tháng 7 là Giang sẽ cho anh em nghỉ dưỡng 3 ngày để đi F5 lại bản thân, đi relax và fresh, cũng như là tri ân những nhân sự cống hiến rất là tuyệt vời tại công ty. Đó, và đây là cái villa Giang book ở FLC Thâm Sơn. Và khi mà đến, Giang cũng tranh thủ mặc bikini để giới thiệu những cái dòng sản phẩm viên uống tăng ham muốn nhiều nước và khỏe sinh lý Venus. Buổi tối thì Giang có làm tóc, make up lồng lộn một chút. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt của chồng nhưng nhân vật chính lại là mình. Đây là Giang sẽ ăn mặc đẹp và đến thật sớm cái nơi mà tổ chức lễ để làm như thế nào cho chồng mình có cảm xúc tuyệt vời nhất. Và ngày hôm nay cũng tận dụng luôn là tri ân anh em công ty khối văn phòng với cái cuộc thi đó là Venus Got Talent, tìm kiếm những cái giải tài năng của phòng kinh doanh, phòng truyền thông, phòng sale marketing. Cái cô bé áo đen này là trợ lý của Giang Venus nha, chưa có chồng nha. Thực ra để mà nói Giang Venus thành công và có những kết quả đáng tự hào so với bản thân mình ngày hôm nay, không thể không nhắc đến công lao rất là lớn của chồng Giang Venus. Anh đấy là một người đằng sau yểm trợ cho Giang rất là nhiều, chia sẻ đường hướng chiến lược, vừa là quân sư lại vừa là cố vấn cho doanh nghiệp nữa. Nhiều người cứ hỏi comment đó là Giang làm cái nghề chuyên gia tâm lý tình dục học như thế này thì không sợ chồng mắng à, hay là chồng sẽ xấu hổ lắm? Nhưng không các anh chị ạ, chính chồng Giang là người động viên, cổ vũ và khích lệ tinh thần của Giang mỗi khi mà Giang gặp stress hay áp lực về công việc. Và anh cũng là người bạn của Giang, người gọi là bạn đời đến bạn đạo đó. Nhiều lúc Giang có gọi anh ấy là chồng đâu mà coi anh ấy là một người thầy của mình luôn đó các anh chị ạ. Nhiều người bảo là hé lộ chồng của Giang Venus đi thì ngày hôm nay em sẽ mạn phép ngoại lệ up ảnh và video của anh ấy lên, tránh trường hợp sau này ai đó nhầm chồng của em nhé. Đó, và để cái video này là cái video mà em rất là tâm huyết, tại vì em chuẩn bị sinh nhật cho anh ấy rất là lâu rồi và đã có những giọt nước mắt rơi đúng kịch bản mà em mong muốn. Chồng em là người sống rất là cảm xúc mà. Đấy, trời ơi, giọt nước mắt của đàn ông. Sau đó là em sẽ cầm bánh sinh nhật của em với bố mẹ, chồng này, các con và khối nhân sự, các phòng, các ban. Thực ra nhân sự của Giang Venus hơn 100 nhân sự nhưng mà ngày hôm nay chỉ đi tập 6-70 người. Còn những anh chị khác thì vẫn ở nhà làm việc. Đấy là lý do tại sao mà các anh chị vẫn được tư vấn và ship hàng đúng thời gian, đúng thời điểm đó ạ. Nhìn chồng của Giang Venus và những thành viên trong công ty khối văn phòng, ai cũng hân hoan, hồ hởi và hạnh phúc khi sự cái bữa tiệc này rất là vui. Vì thế nên là nguyện một đời này cống hiến hết mình về sự nghiệp tình dục học phòng the nước nhà các anh chị nha.